Huấn luyện viên Shin Tae-yong thừa nhận Indonesia may mắn, lý giải tại sao thay người đá phạt đền. Huấn luyện viên Shin Tae-yong khẳng định Indonesia đã phần nào đó gặp may trong chiến thắng 1-0 trước Việt Nam tại ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Indonesia đã chấm dứt chuỗi 7 năm không thắng đội tuyển Việt Nam trên mọi đấu trường khi giành chiến thắng 1-0 ở trận đấu diễn ra lúc 21:30 ngày 19 tháng 1 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2023. Các học trò của huấn luyện viên Shin Tae-yong ghi bàn duy nhất do công Asnawi Mangkulam trên chấm 11m cuối hiệp 1, sau đó chơi chặt chẽ để bảo vệ thành quả. Trong khi đội tuyển Việt Nam đã bị loại, Indonesia vẫn còn cơ hội vào vòng sau do đã tích lũy 3 điểm. Hiện tạm đứng thứ 3. Huấn luyện viên Shin Tae-yong chia sẻ, hai đội đều cố gắng hết sức, nên trận cầu hôm nay thật sự hay, chất lượng. Indonesia may mắn hơn một chút và đã thắng. Chúng tôi cảm ơn sự cổ vũ của cổ động viên để đội làm nên màn trình diễn tuyệt vời. Huấn luyện viên Shin Tae-yong, chiến lược gia người Hàn Quốc, cũng chia sẻ đấu pháp đã giúp ông cùng học trò giành 3 điểm trọn vẹn trước Việt Nam. Đội hình Indonesia rất trẻ, trung bình 24,8 tuổi, trẻ hơn cả Việt Nam, nên họ còn thiếu kinh nghiệm. Trong cơn hưng phấn khi dẫn bàn, các cầu thủ trẻ có thể sẽ muốn nâng tỷ số, muốn thắng đậm hơn. Đó là những điều tôi không thể kiểm soát từ ngoài sân. Vì vậy, tôi phải điều chỉnh lối chơi theo cách khác đi ở hiệp 2, và cũng là để thích ứng với những thay đổi chiến thuật của Việt Nam. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã thể hiện tốt, mạnh mẽ hơn các trận đấu trước, huấn luyện viên Shin Tae-yong đánh giá thêm. Hai huấn luyện viên với những cảm xúc khác nhau đáng ra người thực hiện quả phạt đền cuối hiệp 1, sau khi Rafael Struck bị thanh bình phạm lỗi, là chân sút Struck, tuy nhiên, ông Shin đã đổi người sút. Đúng là tôi chỉ đạo đổi người đá phạt đền. Tôi nghĩ Asnawi tự tin hơn. Cậu ấy có cảm giác bóng rất tốt, dù chưa thi bàn. Thật may vì Asnawi đã đá chuẩn xác quả 11m. Mang về thắng lợi cho đội, huấn luyện viên Shin Tae-yong nhấn mạnh. Ở lượt cuối diễn ra lúc 18:30 ngày 24 tháng 1, Indonesia sẽ đọ sức với Nhật Bản, còn Việt Nam so tài Iraq.